Thưa quý vị, liên quan đến vụ ba cựu cán bộ công an ở Hà Nội bắn chết hai con dê của người dân trong lúc đi săn gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Trưa 7 tháng 7 năm 2023, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ba cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, gồm cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng. Ba bị can này bị khởi tố tội trộm cắp tài sản với cáo buộc đã bắn chết hai con dê của người dân và mang đi. Trước đó, ngày 26 tháng 6, ba cựu công an gồm cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng đi ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà tại thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức điều tra, làm rõ vụ việc. Trong ngày 27 tháng 6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba cán bộ công an này. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự đối với ba người này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.